Vui lắm không? Vậy hả? Thật là vô một ngày mà ý như là ở tù một tháng. Ăn không dám ăn, chỉ nhai sơ sơ rồi nuốt. Ngủ không dám ngủ, nhắm mắt rồi để đâu. Bị bó buộc trong việc phước lễ, bị giam giữ tự do trong khuôn vàng thước ngọc. Bởi hả ơi, thật chỉ là một ách kép khác. Nếu có được làm vua thì cũng là vua giả thôi, chứ làm sao mà là vua thật được. Vậy xin bởi hả cho thần về ngày xưa nghe cô. Bởi thần quen làm vui cho thiên hạ, chứ không quen nắm giữ một sáng hai. Bởi trong người thật có chút máu vui vui nên nhận đắp giai thời. Xin vậy hạ hãy thương cho kiếp thác, Phật đã nhớ lắm rồi. Tiếng nhạc lời ca, ngủ chợ ngủ đình bữa đói bữa no. Những đêm mưa mà cũng rất là vui, khi nhìn trời đầy sao xanh. Gạo chờ nước sông quen cuộc đời phiêu lai, gạt bỏ ngoài tai câu thanh tơ công hồn. Nghe thanh nói mà chẳng muốn đời bỏ cuộc vàng dĩ ngọc, để những thế thanh mà sống kiếp bồng bềnh. Không được đâu bởi hả ơi, coi vậy chứ đi hát được lắm. Theo không nổi hai ba bữa, bỏ trốn rồi mấy tiếng nữa mới vô đồng hát. Tụi nó còn chọc quê lắm đó bởi hả. Bởi hả, người đang sống trong ống vàng dĩ ngọc thì đừng ước mơ chi một sống siêu màu. Bởi kiếp cành cá là nghiệp của con thầm, mới cùng đó lại liền khóc đó. Mới đánh lộn ở trong rồi ra sân không lại không nhau. Kéo cơ vàng trả nợ bằng dấu xanh, sống bằng ngọc để đánh lừa. Mới từ trên ngôi cao chính bởi vừa khi mày cũng lại thành kẻ giang hồ. Đó, thần đã kể hết rồi nỗi khổ của người sư ca. Chắc bởi hạ chứ gì, cái nghề nào có cái khổ cái nghề đó. Bổ khách tưởng là vua nó xuống dân, có cái khổ của dân, quan có cái khổ của quan. Ta là vua có cái khổ của vua. Dương Thi Hạo ơi, đây là chiếc lốc bào của các dân đoàn hát mà thiên hạ chẳng tìm hiểu giá. Hỡi thì gặp lóc vào là tủ đấm hương dương, rồi cuối đầu tung tâm nghe tôi. Trong khi đó ta là thiên tử, mà ta còn quên ta thì đừng trách người. Lóc vào này thanh nhường lại cho ta, khi nào còn ta sẽ bớt lên mình. Vậy xin cảm ơn tiếng hát của em là Lương Vĩ. Hôm nay thì thật sự là cái buổi tiệc ở nhà chị